Theo Nghị định số 42 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, từ ngày 14 tháng 8 thì cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 8 năm 2023 và chi trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức mới. Và tại huyện Mộc Châu thì Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức chi trả cho hơn 6.890 người hưởng với số tiền 34,9 tỷ đồng. Tại các điểm chi trả, nhiều người dân đã có mặt từ sớm để thực hiện các thủ tục nhận lương hưu và trợ cấp của tỉnh. Các quy trình diễn ra thuận lợi và tinh thần của người dân rất vui vẻ, phấn khởi. Trong cái đợt lương hưu lần này thì cũng tăng lương cho bà con chúng tôi là được một số tiền cũng đã đỡ vất vả. Tuy nó có hơi chậm một tí nhưng mà đứng về phía bà con chúng tôi ở tiểu khu là rất là ủng hộ những cái công việc làm của các cấp các ngành. Để người hưởng được nhận chế độ sớm nhất, thực hiện Nghị định số 42 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Mộc Châu đã nỗ lực tập trung, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về nhân lực, phần mềm, kinh phí, kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 8 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới. Đồng thời phối hợp với Bưu điện huyện thành lập 24 tổ đến trực tiếp tại các điểm để chi trả cho người được hưởng, đảm bảo công tác chi trả diễn ra thuận lợi, kịp thời, an toàn, đúng đối tượng. Với cái số tiền mà chi trả tháng 8 thì so với tháng 7 thì là số tiền tăng thêm khoảng 25%. Với cái lượng tiền như vậy thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các bộ phận liên quan là xây dựng kế hoạch là rút tiền mặt từ ngân hàng về để phối hợp với bên ngân hàng là đảm bảo cái số lượng tiền chẵn, tiền lẻ để đảm bảo chi trả đầy đủ cho người hưởng. Với tinh thần khẩn trương giúp người hưởng được nhận quyền lợi nhanh nhất, kịp thời nhất tại kỳ chi trả tháng 8 năm 2023, từ tháng 9 năm 2023 trở đi, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng theo lịch thường kỳ như tháng 7 năm 2023.